Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời như hoa ưu đàm bát. Nam mô Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Hôm nay chúng ta tìm hiểu phần thứ hai, nội dung Sắc Uẩn là gì. Thưa quý vị, chúng ta còn nhớ khi Đức Thế Tôn vừa thành đạo, Ngài nói rằng gã kiến trúc sư xây cái tường thành ngũ uẩn giam hãm ta từ vô lượng kiếp. Hôm nay ta đã phát hiện ra ngươi, ta đã biết rõ chân tướng của ngươi rồi. Cho nên biết rõ chân tướng của một sự vây hãm thì lúc bây giờ mình mới có cơ hội thoát khỏi sự bao vây đó. Chúng ta tìm hiểu về sắc uẩn, về ngũ uẩn là để chúng ta nhận thức đúng, nhận thức về bản chất của nó. Và khi đã nhận thức như vậy, đây gọi là trí tuệ biến tri. Sự biến tri, sự biến mãn, sự thấu triệt thì chúng ta sẽ không còn nhầm lẫn. Lần trước các vị đã tìm hiểu sắc thọ rồi phải không? Sắc thinh rồi. Bây giờ tới gì? Tới vị. Trong lĩnh vực của sắc uẩn này, chúng ta tìm hiểu phần tiếp theo là vị và hương. Vậy thì ở đây chúng ta thấy này, luận sư nói vị 6, hương có 4. Như vậy thì cái vị nó có 6 loại mà thôi. Gọi là gì? Là ngọt, chua, cay, đắng, nhạt. Chỉ có 6 vị này mà thôi. Ngọt, vị chua, vị mặn, vị cay, vị đắng, vị nhạt. Cái vị nhạt là gì quan trọng nhất nha. Nó không có gì hết đấy. Từ đó nó làm hiển lộ ra 5 cái vị kia. Còn nếu như mà các vị nó chồng lên nhau thì nó không thể nào thành vị được. Cho nên người ta muốn cho người khác ăn một bữa ăn ngon, cái việc đầu tiên á, làm sao cho cái miệng của họ nó sạch, để cho họ có thể thưởng thức đúng cái món mà mình nấu. Cho người ta uống một chút nước trắng, cho người ta ngồi xuống để tâm lý của họ nó thoải mái. Họ đang mệt, họ đang có những cái tâm lý phức tạp khác nhau, đừng có đem ra mời họ liền. Để cho họ ngồi xuống mới lạnh lên là nó nhanh đối hơn. Cho họ uống một ly nước trắng, miệng họ nó sạch. Đó là một nghệ thuật. Và mình nói rằng á, là mình nấu, mình bận nấu, đó là một nghệ thuật. Như vậy thì hoặc là người ta uống trà, thưởng thức trà, thì bây giờ làm sao? Bắt đầu là nên cho người ta ăn một cái chén cháo lắm, cháo trắng, chút xíu cháo trắng thôi, húp một chút cháo trắng, rồi uống một chút nước lạnh. Sau đó bắt đầu á, là họ ngồi một chút, bắt đầu họ thưởng thức trà. Thì những cái vị khác ở trên miệng của họ nó không có làm chi phối nữa. Chẳng hạn như trước đó họ đang nhai một miếng kẹo single, họ vào họ thưởng thức trà, thì có phải chết cái bình trà mình không? Phải không hề? Thành ra những điều này á, khi mình học mình hiểu rõ, mình biết cách làm ăn nữa. Mình hiểu, tại vì mình hiểu cái cấu trúc nó như vậy mà. Mình muốn làm cái việc đó là mình phải hiểu việc đó. Nó có 5 vị: ngọt, chua, mặn, cay, đắng, nhạt. Và những cái vị linh tinh khác chẳng qua là nó gia giảm ở trong phạm vi này thôi, nó thiên lệch qua lại mà thôi. Cũng giống như là một người họa sĩ thì họ lấy những cái màu, chẳng hạn như xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Bắt đầu là họ ta trộn lẫn các màu, nó ra những cái màu nó có cái tính bao nhiêu phần trăm, nhưng nó vẫn chính là những cái màu cơ bản. Thì đây cũng vậy, vì nó như vậy. Còn hương thì nó có 4, là vì do sự sai biệt của mùi thơm và mùi thối, mùi bình hoặc là ghét. Như vậy thì hương nó chỉ có 4 cái hương đó thôi, tức là thơm hay thối, bình tức là quân bình không có mùi, hoặc là cái mùi ghét lên gì đó, nó có một cái là đậm đặc ghét lên gì đấy, thì cái tính chất của nó là vậy thôi. Còn chẳng hạn như cái hương là hương gì, hương nó hương loại gì, nó xuất phát từ cây nào, mà đặt tên chẳng hạn như là hương trà hoặc là hương Huệ chẳng hạn như vậy, là mình đặt cái loại hương thôi, chứ cái chính là gì, là thơm. Thơm nào cũng thơm mà thôi. Đó. Rồi thối là thối như thế nào đó, mà thối nhiều khi nó thối quá, mình ngửi quen mũi mình cũng không biết thối chỗ nào luôn. Nó có chuyện đó chứ. Hồi nhỏ thầy ở chùa nhớ con chuột chết chỗ nào mà mình cứ đi mình ngửi, cái là mình ngửi coi thấy cái mùi thối chỗ nào, mình ngửi mãi không thấy cái mùi thối nữa, chứ mình đi ra ngồi sân cái mình hít thở mấy hơi vô cái nó ngửi mùi lại, do cái mũi mình nó quen đó. Rồi mùi bình, mùi ghét thì ở đây là chúng ta chỉ thấy rằng có 3 mùi thôi, là thơm, thối và bình. Thôi cái mùi ghét cái này, ghét như thế nào đó thì nó vẫn là mùi mà thôi, thành ra nó đậm đặc hay là nó loãng ra thì chúng ta gọi là ghét hay là loãng. Nhưng mà nó cái sự ghét và loãng đó nó thực ra nó không phải có mùi, phải vậy không? Nó không phải có mùi, chính là cái độ đậm đặc nó, chứ mà cái mùi thì không có thể xét nên cái tính chất như vậy được. Thành ra ở đây nhé, luận sư của chúng ta nói gọn lại là chỉ có thơm, thối và bình, chỉ có vậy thôi. Như vậy thì ở trên phương diện của sắc thế gian, nói về hương và vị nó chỉ có như vậy. Về hương và vị thì ngọt, chua, mặn, cay, đắng, nhạt. Còn vị thì chỉ có 3 là thơm, thối và bình. Được chưa hả? Phân tích triết học mà chúng ta thấy cái nhìn của Phật, nhìn của Tổ chúng ta nó viên mãn. Có một số người nghĩ rằng đạo Phật chúng ta chỉ có là một cái niềm tin hoặc là thờ cúng hoặc là cầu nguyện. Họ nghĩ như vậy là sai hoàn toàn. Chúng ta càng học chúng ta thấy trong này là cả một cái nền tảng triết học và trí tuệ. Nó đạt đến cái chỗ siêu việt, chứ không phải rằng là đơn giản chỉ là một cái niềm tin suông. Rồi bây giờ tìm hiểu tới cái lĩnh vực của xúc thì sao? Xúc thì có 11 tự thể. Tự thể là cái gì? Tự thể là tự nó biểu hiện ra được cái sắc thái của nó, gọi là tự thể, phải không hả? Mà mình nhận thức một tự thể này với một tự thể kia thì nó có cái sự khác biệt. Chẳng hạn như bây giờ các vị nhìn cái chuông là một tự thể, cái dùi chuông là một tự thể, hoa là một tự thể. Đó, là tự thể là mình nhìn cái này cái kia, hình hài của nó khác biệt. Ở đây tự thể này á, cái tính chất bản chất của tự thể đó, nó gì? Nó có 11 loại. Đầu tiên đó là 4 đại chúng: đất, nước, gió, lửa. Tự thể của nước là lỏng, hoặc là rắn, hoặc là gì? Hoặc là hơi. Nhưng mà cái tự thể của nó là gì? Là ẩm ướt. Nó vậy thôi. Hay là đất, hay là gió, hay là lửa, phải không? Rồi cái tự thể là gì nữa? Là trơn, là nhám, nặng, nhẹ. Trơn, nhám, nặng, nhẹ. Tự thể nó là tự thể của xúc đó nghe. Mình xúc với đất thì nó là cứng, phải không? Xúc với nước thì nó trơn, phải không? Rồi xúc với gió thì nó thoáng qua, xúc với lửa thì nó nóng, đúng vậy không hả? Còn là cái vật đó là nhám, nặng, nhẹ, lạnh, đôi khác. Như vậy mình nhớ tóm tắt là 11 tự thể là địa, thủy, hỏa, phong, trơn, nhám, nặng, nhẹ, lạnh, đôi khác. Có những chữ như vậy mình cũng phải học thuộc để cho mình nắm được nó như vậy, và nó không có ngoài cái điều này. Hả? Đây nè, trong đó cái tự thế là cái xúc mà, nó xúc đối, rồi xúc khác. Cho nên nó không xúc làm sao mình cái cảm giác đối. Cái bụng nó dẹp lại, bắt đầu là nó tác động, nó xúc, sau đó mà để cho cái dịch tiêu hóa nó tiết ra, nó cồn cào, nó làm cho mình có một cái cảm giác muốn ăn. Nó tác động vào cái hệ thần kinh của bao tử, sau đó rồi thần kinh bao tử nó dẫn những cái xung động nó lên não bộ, rồi nó nói ăn đi chẳng hạn vậy, đi kiếm ăn đi chẳng hạn vậy đó, cái xúc đó. Và khi mình bỏ cục cơm nó căng cái bụng lên vậy, cái chất đó nó không thể nào ra nữa, mà có ra thì nó mất tiêu cái cục cơm này rồi, thì lúc đó là cái thần kinh nó sẽ khác đi, nhiều cái xúc đối đó nó không còn nữa, không còn thì nó không có khả năng chi phối mình nữa đó. Cho nên là đây là đang nói về xúc mà, cho nên xúc là xúc với đất, xúc với nước, xúc với lửa, hay là xúc với gió, phải không? Mỗi cái xúc như vậy là nó có cái tác dụng khác nhau, nó có ảnh hưởng khác nhau. Rồi xúc nhám, xúc với gì? Nặng, xúc với nhẹ, xúc lạnh, xúc đối, xúc khác. Chẳng hạn như mình đi cái vùng nào đó mà băng tuyết nó lạnh, tự nhiên mà cái da mình nó xúc lạnh ấy, cái trạng thái này cũng phức tạp nghe không? Nó có những cái trạng thái là ví dụ như cái thân mình, thân căng, mình xúc với khí lạnh thì đến đó là mình đang xúc với địa lạnh, hay là gió lạnh, hay là thủy lạnh. Cái chất nào ở trên cơ thể mình mà mình cảm nhận được nó lạnh. Chẳng hạn như gió là đụng thân căng rồi phải không? Nhưng mà ở trong đó bắt đầu cái dẫn điện thần kinh đó thì nó thuộc về đất, về nước, về gió hay lửa. Và cái tế bào nào đó mà nó cho mình một cái hiệu ứng là mình nói lạnh. Đó là cái vấn đề đó, là vấn đề rất là vi tế phải không ạ? Chứ không phải chung chung đâu, nó rất là vi tế. Và có những trường hợp là ở trong một môi trường lạnh mà người kia thấy là thích thú. Rồi một người thì lạnh muốn thấu xương. Có mấy người Việt Nam hồi xưa đến tại chỗ vùng Massachusetts á, là tới tuyết nó rơi, trời ơi thấy nghe nói quảng cáo với thầy quay phim gửi về thầy coi nha, nói thưa thầy từ nhỏ giờ con cũng ước mơ được cái cảnh này, tuyết nó rơi nó đẹp làm sao mà con ai cũng nói lạnh nhưng con đâu có thấy lạnh gì đâu, mà con hốt tuyết lên con chơi thế này này kia rồi. Thì sau đó là một năm sau á, thì bắt đầu cô mới nói thầy ơi muốn đi về, lạnh quá rồi, đi ra nó cũng lạnh, đi vô nó cũng lạnh thôi. Ngồi bên lò lửa nó cũng lạnh. Thì các vị hiếu tại sao vậy không? Hả? Cái này là cái nó gọi là xúc tham, nó một loại xúc tham là tâm lý đó, chứ mà một loại xúc tham tức là cái tâm người ta xúc tham trong cảnh đó. Có thể hồi nhỏ coi cái bộ phim Bạch Tuyết để chống lùn sau đấy, phải không ạ? Nhớ lại là mình cũng muốn làm Bạch Tuyết đó. Thành ra là giờ thấy cảnh đấy cái vui quá. Hoặc là ông già Noel, những cái phim như vậy nó gây ấn tượng từ lúc nhỏ, và mình đỡ đầu mình, và mình không bao giờ mình nghĩ rằng mình được ở trong cái môi trường đó. Nhưng mà bây giờ tự nhiên cái mình rơi vô môi trường đó, cái tự nhiên cái tâm mình nó xúc tham. Nó xúc tham ấy là tuyết càng rơi là mình càng thích thú. Cho nên trạng thái đó là xúc từ cái nào? Thần kinh xúc từ tham. Nhưng mà cái tham nó vận dụng từ cái nào? Từ cái nào trong sắc? Tại vì cái tâm mình ở trong dục giới này nó phải dựa trên sắc chứ, phải dựa trên thân mình để biểu hiện. Mà ở trong cái sự xúc nó là xúc từ chỗ nào? Nghiên cứu sau đi. Phật Pháp mình nó siêu việt như vậy, biết rõ là nó xúc từ nào. Còn một người khác thì lạnh, còn một người đây thì thấy vui. Đừng nói rằng là thân nhiệt của người này cao hơn người kia, chưa hẳn là như vậy. Đó. Rồi cái vấn đề là địa thủy hô phong chúng ta sẽ bàn ở một cái phần khác. Ở đây chúng ta giải thích về mặt thuật ngữ, đó là trơn tức là mềm dịu, nhám tức là thô cứng, nặng là cái đó có vật thể cân được, còn nhẹ là cái trái lại. Nhạt là lạnh nhé, lạnh là cái sự muốn ấm, hay vậy đó. Không có nói là bao nhiêu độ hết á. Hở cái thân của người đó mà họ cảm thấy họ muốn ấm thì tự nhiên nó lạnh. Cho nên tùy theo cái mức, chẳng hạn như bây giờ mình ở cái mức mà mình thấy mình muốn lạnh thì sao? Thì nó là nóng, ấm phải không à? Chẳng hạn như bây giờ mình ở đây mình ngồi thế này, mình muốn lạnh thì mình thấy cái máy lạnh là hợp lý. Nhưng người nào cơ thể họ yếu, họ ngửi cái mùi máy lạnh là tự nhiên thấy họ chịu không nổi rồi. Như vậy thì người đó là người muốn ấm. Cùng cái nhiệt độ nhưng mà thân nhiệt người này khác, người kia khác, thậm chí cái tâm ý họ nó khác. Thành ra tổ sư chúng ta nói rằng lạnh tức là muốn ấm. Hay vậy, nó cái chữ rất hay, phải nói là từng câu từng chữ nó chí lý tới mức mà không thể nào đảo lộn. Phải nói trí tuệ các ngài sử dụng cái gọi là ngôn ngữ du hí ấy, là biện tài mình thấy tuyệt vời. Mình học mình đới mình mới thấy được hết. Còn đối tức là sự muốn ăn. Vậy thôi, chứ không có nói rằng là cái bụng như thế nào. Đối tức là sự muốn ăn. Bởi vì muốn ăn cho nên nó có cảm giác đói. Bây giờ các vị đi về nghĩ rằng mình muốn ăn, nhưng mà tự nhiên mình chứng kiến gia đình mình có cái chuyện gì đó, hoặc nghe một cái tin gì đó, tự nhiên mình không muốn nuốt trôi nữa. Thì lúc đó cái bụng mình nó cũng trống chứ. Nhưng mà tâm mình lúc đó nó đang xúc với cái việc khác, thành ra nó không muốn ăn. Thành ra như vậy thì nơi có đối không mà nơi không. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây các ngài nói rằng là đối tức là sự muốn ăn, là hoàn toàn hợp lý phải không? Những chữ như vậy là mình học để nó trưởng thành và chữ nghĩa để mình thấy được cái lý. Đó là gì? Đó là y theo nhân mà lập quả. Y theo nhân mà lập quả nghĩa là sao? Hả? Y theo nhân mà lập quả. Chẳng hạn như quý ngài nói 4 câu: phước lạc thay là sự xuất hiện của chư Phật. Cái nào nhân, cái nào quả? Sự xuất hiện của chư Phật là gì? Nhân hay quả? Là nhân. Là sự xuất hiện của chư Phật, từ đó mà đem ra phước báo cho đời á. Cho nên người ta lấy cái quả để người ta truy về cái nhân. Cái quả an lạc ngày hôm nay đó là nhờ sự xuất hiện của chư Phật. Thành ra mới nói rằng phước lạc thay sự xuất hiện của chư Phật. Đó là cái gốc của vấn đề. Thứ hai là phước lạc thay là sự diễn thuyết của chánh pháp. Chúng ta cảm nhận sâu sắc câu kinh này, sự nhận thức này. Nếu như chánh pháp của Như Lai không được diễn thuyết thì chùa chiền để làm gì? Chúng ta đặt vấn đề chùa chiền để buôn bán, để thờ cúng, hay để tập hợp hội đoàn, hoặc là để giữ một cái sinh hoạt truyền thống. Tất cả những điều đó mình thấy nó cũng có những cái giá trị chừng mực nào đó. Chẳng hạn như bây giờ mở một cái chùa cho thật đẹp lên và biến trong đó thành một cái quán ăn thì nó vẫn có những cái giá trị là nuôi dưỡng thân căn của người khác. Nó vẫn có cái giá trị là thêm một đồng nào đó, hoặc là lấy tiền đó đi bố thí từ thiện thì cũng đã nuôi dưỡng mạng căn của hữu tình chỗ nào chỗ kia. Như vậy nó vẫn có những cái giá trị của nó, chứ không thể nói rằng nó xấu. Không có gì xấu hết, nhưng mà nó có thực sự phước lạc hay không? Nó có đi theo tinh thần của chánh pháp hay không? Chúng ta thấy rõ phước lạc thay là sự diễn thuyết của gì? Của chánh pháp. Đó, chúng ta cho nên đọc những câu này là chúng ta thấy cái sự phiên dịch tuyệt vời. Nó lột tả rõ và chúng ta biết là chúng ta đang làm cái gì và chúng ta đang tiếp cận phước báo như thế nào. Đó. Chánh pháp mà không được diễn thuyết và không có nỗ lực là lãnh hội lắng nghe, như vậy thì chánh pháp đó không có giá trị gì. Nếu như có tạo ra những cái án văn bất tuyệt, trác tuyệt gì nữa thì cái án văn đó cũng chỉ đỡ cho người ta thưởng thức và thỏa mãn một chút cái trí tò mò. Còn sau đó tâm thức người ta vẫn là vọng tưởng bời bời và trôi trong luân hồi sanh tử. Những điều như vậy là điều đương nhiên mà thôi. Thành ra diễn thuyết chánh pháp và lắng nghe chánh pháp là điều rất quan trọng. Kinh điển rất là nhiều mà cái sự diễn thuyết là không đủ và lắng nghe chưa đủ. Cho nên từ đó mà chúng ta chưa có phát huy được ý nghĩa của chánh pháp. Và khi chánh pháp được diễn thuyết rồi không dừng ngang đó, phước lạc thay là sự hòa hợp của tăng già. Các tăng già là những cái vị tăng ni lãnh đạo tinh thần, hướng dẫn tinh thần, mà tự thân họ không tuân thủ theo những pháp yết ma, không tuân thủ theo cái phép tắc của tăng già, thì lúc bây giờ họ có sự chống trái, sự mâu thuẫn, và bắt đầu họ dẫn dắt như một đoàn người không đi về một hướng mà kẻ đi xuôi người đi ngược, và từ họ sẽ va chạm lẫn nhau ở trong đó. Bởi vậy cho nên vô tình mình không sống thuận với pháp của Như Lai. Thành ra bây giờ đây mình thấy này, cố gắng sống thuận theo pháp và luật. Mỗi ngày mình sống thuận theo, nay một chút mai một chút, tự nhắc nhở mình là con nguyện sống thuận theo pháp và luật của Như Lai. Phát nguyện như vậy á là nó mới tạo ra sự hòa hợp được. Ở trong một gia đình mà bất hòa, cái bữa cơm ăn cũng không ngon miệng. Có nhiều gia đình rất là giàu sang phú quý, bữa ăn bao nhiêu người phục dịch, gọi là kẻ hầu người hạ, cơm dâng nước rót. Nhưng mà khi họ ngồi vô, bữa ăn của họ rất là nhạt nhẽo và tinh thần của họ nó không có. Đây là một cái sự bất hạnh của một cái gia đình. Ở Bồ Đề Phật Quốc chúng ta là ít nhất là mỗi tuần có ngồi bữa ăn cơm với nhau trong nội bộ. Các trú xứ khác nhau vong tập ăn cơm với nhau, rồi Phật tử ngồi ăn cơm với nhau cuối tuần, hay là bác quan trai. Những cái bữa ăn như vậy nó ít nhiều gì nó tạo sự hòa hợp. Cái sự hòa hợp đó, không phải là muốn hòa hợp là được, mà nó phải có sự nhận diện và thấu hiểu. Tức là mình nhận diện được cái tính tình của cái người bạn đồng tu của mình. Mình biết họ như vậy, câu nào là họ tốt, câu nào họ xấu, cái điều nào họ làm được, điều nào họ làm không được. Và cái lời lẽ không ai bằng ai hết. Nhiều người nói hay mà không có làm được, nhưng mà quá trình nói hay của họ đôi khi cũng dẫn dắt người ta đến với đạo. Có người thì làm rất là giỏi mà bảo nói rằng nói một chút xíu nó không có được, cũng là chuyện bình thường. Hoặc là họ không có học pháp dối, nhưng mà họ chịu khó tụng kinh, họ chịu khó làm công quả, họ chịu làm việc này việc kia. Nói chung con người ai cũng có ưu và khuyết, phải không? Vậy thì khi mình nhận diện được cái ưu điểm của người khác, mình nỗ lực giúp cho họ phát triển lên. Còn cái khuyết điểm của họ thì sao? Thì mình cố gắng mình tránh, mình né, hoặc là mình giảm thiểu xuống. Như vậy thì nó mới có sự hòa hợp. Còn nếu như mà không có hòa hợp sống chung với nhau là không bao giờ có được cái trạng thái này. Khi mình gặp một cái hoàn cảnh buồn bực, tức giận khởi lên, như Phật nói á, tâm không còn sự giận hờn, thì giận hờn từ đâu mà khởi ra? Ở trong tâm mình nó không có sự giận hờn, nó không còn cái tàn dư của giận hờn, thì giận hờn từ đâu mà xuất hiện? Rõ ràng nó còn giận hờn, nó nằm ở trong đó với một cái dạng là tiềm phục, hay là một cái trạng thái ngủ im. Mà duyên nó đủ thì trạng thái đó nó hoạt động. Cho nên mình đặt câu hỏi, vậy thì rõ ràng tâm của mình nó còn giận hờn, cho nên mình có sự hờn giận. Nếu như mình ở một cái nhà mà tất cả mọi người đều thuận theo mình hết, không ai làm gì trái với mình hết, thì mình có giận không? Có thỉnh thoảng cũng có cái gì đó không vừa ý lắm, nhưng mà không đến nỗi. Nhưng mà người đó chỉ cần cho vô một cái tập thể thôi là bắt đầu thấy nó sẽ khác. Nó do cái cảnh ấy, bắt đầu là cái trạng thái tiềm phục đó nó có cơ hội ấy, nó trỗi lên. Mà nếu như nằm im với một dạng tiềm phục ấy, thì chúng ta tái sanh về đây còn lâu lắm, còn nhiều phiên tái sanh nữa. Tại vì nó là cái hạt giống dẫn mình tái sanh về giống quốc độ này. Mà mình muốn về cực lạc mà mình không bỏ nó là không có được. Mà bỏ làm sao mình thấy mình bỏ. Cho nên sống ở trong chúng á, tâm của mình nó trưởng thành hơn rất nhiều. Có nhiều vị tu hành có xu hướng là muốn ở riêng một mình, điều này không có tốt chút nào. Không tốt chút nào hết. Tại vì mình sẽ không có cơ hội để nhận diện và tiếp xúc. Và lúc đó cái tâm mình á, mình không thấy hết được cái sự biến hóa của nó. Và khả năng vượt thoát phiền não của mình tất nhiên cũng không có cao được. Nó không có cái môi trường huấn luyện mà. Cho nên sự hòa hợp tu của Tăng á, đó là phước. Rồi phước lạc thay là sự cần tu của đại chúng. Đại chúng cần mẫn siêng năng tu tập, đó là phước. Một đạo tràng ai cũng ráng tu, ai cũng ráng làm phước, ai cũng tinh tấn học tập, đây có phải là phước không? Bởi vậy cho nên trong 4 cái diễn tiến này là chúng ta thấy mình nên phát triển cả 4 nó mới đầy đủ được. Và đó là luận lý căn cứ trên nhân, trên quả, theo nhân mà lập quả, phải không hả? Như vậy thì đó là cái cách nối. Bây giờ chúng ta phân tích này, chúng ta nói ở cái trạng thái xúc ấy, ở trong cái cõi sắc giới, tức là cái cõi trời sắc giới, không phải trong dục giới mà là cõi trời sắc giới, nâng cao cái tầm tâm thức của mình lên để mà hiểu cõi sắc giới. Ở nơi đó sắc thịnh hành, ở nơi đó sắc thịnh hành gọi là sắc giới. Và tất nhiên con người ta là nó nhẹ nhàng, giống như là màu sắc vậy đó. Chư thiên á, thì chư thiên của trời sắc giới họ rất đẹp, bởi vì thân thể của họ là sắc, là màu sắc, cho nên cái sắc nó đi, nó di chuyển, nó ngưng tụ một cách rất nhẹ nhàng theo ý. Còn bây giờ ở tại nhà mình đến với việc Phật học, chúng ta khởi ý đến mà chúng ta phải nhờ cái xe nó len bánh, nó đưa cái sắc tứ đại của mình đến, chứ nó không có đến theo ý của mình liền được. Mặc dầu cái ý của mình đã nghĩ rằng phải đến đây để học rồi, nhưng mà cái thân nó chưa đi được, nó phải nhờ một phương tiện khác cho nó đi. Còn ở cõi trời sắc giới thì sao? Họ nghĩ đến đó thì lập tức là thân của họ sẽ hiện ra ngay chỗ đó, hiểu không hả? Cho nên cái sắc của nó nhẹ nhàng như vậy. Nhưng mà cái sắc như vậy á, trong cái trạng thái vi tế nó vẫn còn tồn tại cái xúc. Những cái xúc nó vẫn còn tồn tại. Chỉ có 2 trường hợp đối và khác là không tồn tại. Tại vì cái thân sắc giới, thân sắc ấy, nó không phải là cái thân 4 đại như mình, thành ra là nó không cần phải ăn cơm và uống nước. Cái bụng mình nó xẹp lại thì nó đói, bỏ cái gì 4 đại nó cơi lên, gọi là đoàn thức ăn qua tròn cho nó nông cái bụng lên, thì nó hết đói. Còn ví dụ như là cái lượng nước nó bốc hơi hết, nó thiếu, thì lúc bây giờ nó cần cung cấp một cái lượng nước mới, thì lúc đó tâm mình nó xúc với trạng thái khác, thành ra là đối và khác ở trong dục giới. Nhưng mà trên sắc giới thì không có 2 trạng thái này, tại vì trên đó nó không phải là cái tính chất của 4 đại, thành ra nó không có gì, không có xúc 2 cái trạng thái này là đối và khác. Các vị hình dung được không ạ? Ở trong tinh thần nó có những cái vấn đề khác nhau. Có một cái con ngạ quỷ nó tới, nó hỏi Phật, hỏi bạch Đức Thế Tôn, con chẳng biết con nhân nào, duyên nào mà đêm nào con cũng sinh ra là 5 tới 7 đứa con, và con sinh đứa nào con đều ăn thịt đứa đó, nhưng mà con không thấy no bụng, và cái cảnh sống của con này rất là khổ. Tại vì con sinh ra tự nhiên con cứ muốn ăn thịt nó, và con ăn nó con không có muốn, nhưng mà không ăn nó đói, nhưng mà ăn ấy thì ăn xong 7 đứa rồi mà vẫn thấy đói, và phải chịu khổ tiếp, và ngày sau tự nhiên lại sinh nữa. Cái tâm nó như thế nào? Tại sao còn của mình ăn một tô cơm rồi mình bỏ vô nữa không thể được? Tại vì cái xúc của mình nó căng cái bụng mình tới đó là hết. Còn cái trạng thái tâm kia là nó ăn, nó thấy nó ăn, cái tâm nó nghĩ nó ăn, nhưng mà nó không có xúc được cái ăn đó. Cái này đang phân tích vào trạng thái của xúc. Trạng thái của xúc là ở trong cái trạng thái là quá mệt 4 đại hoạt động, và trạng thái kia là trạng thái tinh thần, cho nên nó không có nhận ra được. Thành ra trên cõi sắc nó cũng vậy, trên đó là không có cái địa thí hổ phong á, nó chỉ là sắc. Nhưng đừng cho rằng sắc là nó không có trạng thái là cực vi nha, nó cũng là sắc chất. Cho nên ở đây mới nói này, trong sắc giới y phục từng cái một thì không có cân được, nhưng tập hợp lại thì cân được. Thấy chưa hả? Cho nên mặc dầu là nó là sắc, nó là một cái trạng thái năng lượng vi tế, nhưng nó đơn sơ thì nên không thấy được cái trọng lượng của nó. Nhưng mà khi tập hợp lại nhiều nó vẫn có trọng lượng. Thành ra cái đây là cái điểm mà chúng ta thấy là cái cực lực sắc, cực khánh sắc. Trên cái trạng trên cõi mà phi tướng xứ mà Đức Phật nói là tứ không đó, mà vẫn còn là cái nghiệp chân trứng đó. Tức là cái trạng thái đó là cái trạng thái mà nó nghiệp tránh, nhưng mà nó còn cái cực lực sắc, cực khánh sắc á. Còn nếu như nó ra khỏi ba cõi thì nó mới vượt hết được. Còn không thì nó vẫn ở trạng thái vi tế và nó ngưng tụ dần dần tới khi thô thiển. Cái sự ngưng tụ và ngưng tụ của không gian, của thời gian á, thành không gian, mà biến hóa cái không gian ra, nhỏ ra thành thời gian. Cho nên giữa thời gian và không gian gần như nó không có ranh giới, nó là một thực thể gắn liền với nhau. Trạng thái này hơi phiền, nhưng mà chúng ta chỉ nói ngang đây là được rồi. Còn truyền thuyết không phải rằng là chuyện cớ dân gian, mà truyền thuyết đó là chữ nó là chỉ cho cái gì, là do chỉ cho Phật pháp của Đức Phật truyền, là truyền miệng. Cho nên truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác bằng văn học truyền miệng. Cho nên luận sư mới nói rằng truyền thuyết nói, chứ không phải là cái câu chuyện tuyên truyền của người xưa. Hiểu không hả? Ngài dùng chữ như vậy mình phải hiểu đúng cái ý nghĩa này. Truyền thuyết nói trong cõi này, tức là cõi sắc giới, cái lạnh tồn tại không có, nhưng cái lạnh hữu ích thì vẫn có. Hiểu sao câu này? Cái lạnh tổn hại thì không có, nhưng mà cái lạnh hữu ích thì có là sao? Đang nói trên cõi trời sắc giới, phải đặt vô trong ngữ cảnh đó. Tại sao cái lạnh mà gọi là tổn hại không có, nó lạnh mình chết làm sao không có? Hả? Nếu như cho rằng nó không có sắc, không có thân, cho nên cái lạnh không có tác dụng với nó. Nhưng vậy thì tại sao nó có lợi? Câu nói này, cái lạnh tổn hại không có, nhưng cái lạnh hữu ích thì vẫn có. Vấn đề này được nhận thức như thế nào? Hả? Mình đang nhận thức là cõi trời sắc giới. Làm ơn phải bám sát rằng mình đang nói chỗ nào, đang nói trong không gian nào, đang luận bàn cái vấn đề trong cõi sắc giới, chứ không phải vấn đề cõi này là dục giới. Cho nên phải hiểu đúng cái không gian bắt đầu mới nói chuyện được. Người ta đang nói trên sắc giới, mình cứ đem cái chuyện dục giới ra mình nghĩ là sao? Cái vấn đề là cái lạnh tồn tại không có này, truyền thuyết nói, tức là theo lời Phật dạy á, trong cõi này là chỉ là cõi sắc giới, phải không? Tại vấn đề cái câu này đang nói về sắc giới mà. Cái tổn hại, cái lạnh tổn hại không có, nhưng cái lạnh hữu ích thì vẫn có. Chỉ đơn giản là bây giờ mình nói này, cái lạnh tổn hại không có là chuyện dễ hiểu rồi. Bởi vì sao? Bởi vì con người không có cái thân nhiệt, thì cái lạnh mà để hủy hoại thân nhiệt của họ không có tác dụng gì, đúng không? Nhưng mà cái lệnh mà đã không có thân nhiệt, nó đã không có hại, tất nhiên nó cũng không có lợi. Chứ tại sao lại nó có lợi? Đó. Và cái vấn đề nữa là chúng ta hỏi tại sao khi mình lên cao gần mặt trời, mình lên cao gần mặt trời, nhưng mà ở trên đó nó là lạnh hơn là ở dưới mặt đất. Mình đi máy bay mình thấy nó nhiệt độ nó đo, nó bay coi như 10.000 mai, phải không? 10.000 mai hay 10.000 feet chẳng hạn như vậy á, là mình thấy nó bảo nhiệt độ thường là âm 50-60 độ, đúng vậy không? Và mình có thể nói rằng là khí nó loãng ra cho nên nó lạnh xuống, đúng vậy không? Như vậy thì cái yếu tố mặt trời như thế nào, đóng vai trò như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ nói rằng như vậy thì sao? Thì càng lên cao là càng lạnh, thì so với gần mặt trời thì như thế nào? Chẳng hạn như bây giờ Đà Lạt với Sài Gòn, Đà Lạt nó cao hơn Sài Gòn chẳng hạn như mấy ngàn mét, mặt trời đứng đây, mình đo một cái đường xuống đây chứ không đây thì rõ ràng á là Sài Gòn là xa hơn mặt trời. Nhưng mà tại sao Sài Gòn lại nóng hơn Đà Lạt? Rồi nhà dẫn nhiệt vậy á thì á, mình lên gần mặt trời là thân xác cháy ra, đúng không? Vậy nó dẫn thì sao? Càng gần mặt trời thì càng nóng. Nhưng mà tại sao mình đi lên máy bay, mình lên á, càng lên cao thì càng lạnh? Đang nói về mặt vật lý, sắc uẩn là đang nói vật lý, không có nói về tâm trong này, đang nói mặt vật lý, đang tìm hiểu về sắc uẩn. Cho nên mình thấy tại sao á là cái không khí ở trên hư không á nó lạnh, và cái môi trường đó là cái môi trường nó phù hợp với sắc giới. Sắc giới nó thịnh hành trên đó. Như vậy nó phải ở trong môi trường lạnh, cái lạnh tổn hại thì không có. Cho nên ngược lại cái nóng cũng chẳng có tác động tới nó, tới thân của hữu tình ở quốc độ này. Nhưng mà cái lạnh ấy, gây lợi ích thì có là sao? Tức là gì? Tức là cái lạnh này á, nó gọi là cái chữ lạnh này mình phải hiểu á, là một trạng thái định, tức là sự đóng băng của tư tưởng, đóng băng của ý. Cái sự đóng băng của ý, khi mình cái ý mình nó càng hoạt động, ví dụ như thế này, cái tư nó đang lo một cái cảnh, và bây giờ mình khởi cái dục tham, mình không muốn rằng mình bị cái cảnh này, bắt đầu á là cái dục tham nó đi tìm kiếm mình muốn làm sao để mình thoát ra khỏi cái môi trường khó khăn này. Bắt đầu là cái tư nó đi tìm kiếm những cái ưu thế nào đó để cho mình thoát ra nhanh, và nó đi tìm những cái kỹ năng của quá khứ, những kỹ năng mình học được, những cái ký ức, những cái phương tiện, những cái điều kiện, hay là những cái mối quan hệ quen biết, hoặc là cái gì đó, và mọi thứ là trong đầu mình nó chạy ào như vậy. Thì đây gọi là trạng thái là hoạt náo của tâm, tư hoạt náo. Và cái trạng thái này nó hoạt náo, không có đủ sức định để kiểm soát được lợi hại, cho nên nhiều khi nhận lầm cái hại làm cái lợi cho rằng nó cái hại. Đó. Và lúc đó con người mình sinh ra nhiệt, nhiệt nó sinh ra nhiệt não nó sinh ra. Và khi cái sự hoạt động này nó dừng lại, tầm tứ nó dừng lại, định, thì lúc bây giờ là tất cả mọi thứ trạng thái là đóng băng. Cho nên người đó họ không có cần ngủ nhiều, họ cũng không cần ăn nhiều, họ ăn chút xíu thôi họ vẫn có thể duy trì được. Hoặc là họ không cần ngủ của tôi là 8 giờ đồng hồ mới đủ. Khoa học nhiều khi người ta đo thần kinh của một vị thiền sư, nhiều khi ngủ một ngày có 1 tiếng 2 tiếng đồng hồ thôi mà họ vẫn thấy bình thường. Đó là do cái trạng thái nó ngưng tụ lại. Cho nên cái chữ lạnh này mình phải hiểu nó là gì? Mình phải hiểu nó là định. Cho nên là cái định tổn hại thì không có, nhưng mà cái định hữu ích thì vẫn có. Nhưng mà tại sao không dùng chữ định ở đây, là phải dùng chữ lạnh? Là gì? Y nhân mà nói qua, hiểu không? Và nó tương xứng với cái môi trường lạnh ở trên cõi sắc. Thành ra máy bay lên cao á, nó lạnh buốt, phải chưa? Học cái chỗ hay vô cùng nhé. Trí tuệ nó hay vô cùng, một câu như thế thôi mà mình hiểu được, thấy người mình sảng khoái. Người ta nó thích thú làm sao đó. Rồi đây là gì? Trên đây đã nói đến nhiều loại sắc, trong đó có khi thức con mắt khởi lên với một vật thể duy nhất, đó là khi mà hình thái của vật thể ấy được phân biệt riêng rẽ. Chẳng hạn thế này, các vị nhìn thấy cái chuông, hình thái của cái chuông nó là một cái vật được phân biệt riêng lẻ, đúng không? Cho nên lúc bây giờ thức con mắt gọi là nhãn thức, chỉ có nhìn cái chuông mà thôi. Thì trong trạng thái đó nhãn thức khởi lên là chỉ khởi riêng về cái chuông này mà không khởi cái khác. Cho nên đó là có trường hợp là gì? Là nó chỉ khởi lên với một cái vật thể duy nhất, được chưa? Nhưng có những trường hợp nó khởi lên với nhiều vật thể. Mà luận này nói rằng á, chẳng hạn như á, là mình nhìn một đoàn quân đi, chứ không phải nhìn một người lính, hoặc là nhìn một cái hòn núi, hoặc là nhìn một cánh rừng. Thì mình nói đó là rừng, tức là phải có nhiều cây. Còn khi mình nhìn một cái cây thì làm sao thấy rừng, đúng không hả? Mình học cái không khéo là mình thấy cây quên thấy rừng. Chủ đề mình đang nói cái chuyện gì? Đang nói đến cổ trời sắc giới, cứ lấy cái tư duy dục giới để nói. Tức là thấy cây mà không thấy rừng đó. Nói chuyện này nó quên chuyện kia, cho nên phải bám sát vô luận sư đang nói cái gì, trong không gian nào, trong hoàn cảnh nào. Như vậy thì chúng ta đã phân biệt đó, là nhận thức, nó nhìn sắc thì có nhiều loại, chẳng hạn như là cái vật thể đơn lẻ nó cần phân biệt thì nó nói, nó thấy. Còn nếu như mà cái vật thể mà tổng hợp thì nó sẽ nhận thức một cách tổng hợp, thức nó khởi trên cái phương diện tổng hợp, hiểu chưa hả? Chẳng hạn cũng vậy, bây giờ chúng ta nghe một tiếng chuông thử xem nào. Thức của mình đang nghe một tiếng chuông, đúng không? Và các vị biết đây là một tiếng chuông khác hoàn toàn với một tiếng động khác. Nhưng mà nếu như chúng ta nghe một bản nhạc thì lúc bây giờ chúng ta thấy cái thức lỗ tai mình nó nghe tổng hợp với những cái giai điệu du dương và những cái lời nhạc truyền tải một cái lý nào ở trong đó, phải không ạ? Như vậy thì có khi nó nghe đơn lẻ, có khi nó nghe tổng hợp. Rồi cái mũi mình cũng vậy, có khi nó ngửi một cái mùi đơn lẻ, nhưng có khi nó ngửi một cái mùi tổng hợp. Chẳng hạn như bây giờ một người đi làm về mà họ sợ người khác mà biết mình hôi thối mà họ lấy nước hoa họ xịt lên, rồi họ bắt đầu mình ngồi nói chuyện với họ là tự nhiên mình nghe cái mùi tổng hợp. Có phải không à? Hay là cũng người đó thôi mà họ tắm rửa sạch sẽ rồi cái họ xịt nước hoa lên thì họ cái mùi riêng lẻ. Các bạn đâu đó, cho nên mình ngửi được cái mùi là có khi riêng lẻ, có khi tổng hợp. Hay là bây giờ mình lấy một cái gì đó, một cái cọng mì mình ngửi được mũi thì nó là đơn lẻ, nhưng mà sau khi nó được xào nấu một cái tổng hợp với nhiều cái gia vị khác nhau, cái mùi nó hòa quyện nhiều thứ khác nhau thì lúc bây giờ nó là mùi tổng hợp, đúng không hả? Cho nên cái lỗ mũi cũng vậy, hay là cái lưỡi cũng vậy. Cái lưỡi chứ mình nếm một cái vị cho nó mặn, hoặc muối là mặn, nhưng mà mình nếm một tô canh thì mình thấy rằng là trong đó cũng có mặn, cũng có ngọt, cũng có gì đó, đủ thứ hết, phải không? Hay là uống một ly cà phê, mình nói ở trong đó nó có cái gì, nó có cà phê này, nó có chất này chất nọ, nó có nhiều thứ, nó có thậm chí là nó lừa mình nữa. Chẳng hạn như cà phê nó bỏ những chút mật ong chẳng hạn vậy đó, hay là nó bỏ một chút chát, hay là nó bỏ một chút táo nhương cho nó đen, nó bỏ một chút sữa nó ngọt, nó làm đủ thứ vậy đó. Thành ra đây là mùi tổng hợp hay là mùi đơn lẻ. Mỹ thì thường thường họ thích cái mùi đơn lẻ hơn tổng hợp, còn Việt Nam thì thích mùi tổng hợp hơn đơn lẻ. Cái đó là thời đấy cái nghiệp thức chúng sanh đó. Thành Mỹ nó ăn trái cây là trái cây, món nào thường thường nó ăn lẻ vậy đó. Còn mình làm một tô tại bị lù chè thập cẩm mẹ thấy không? Nó ngon hơn. Nó là vậy, nó cứ làm một tô vậy, cứ ngồi đây cứ chơi vậy mà thấy nó ngon. Nó mình đã cái nghiệp mà cái người như vậy thì ở trong đạo tràng á là sao? Thiền không thích đâu, phải tổng hợp, vô lạy Phật phải không, rồi trì chú phải không, rồi trì thiếm phải không, rồi niệm Phật phải không, ngồi tụng kinh phải không, ngồi thiền đấy, khoái chí lắm. Đó, cho nên cái quán mà bộ đồ quốc này là nhiều món lắm. Cho nên nhưng mà người Mỹ họ không thích như thế này. Thầy cũng có tham gia một hai lần với cái cách tu của người Mỹ là họ không cần ông thầy luôn. Họ đến một cái thiền viện họ tu là họ xác định họ đi tu. Và việc của họ đến đỡ tu, chứ không phải họ đến làm việc khác. Cho nên đó, họ đến thì lý thuyết có một vị thầy có kinh nghiệm dạy rồi. Cái người đó chưa biết gì đó, thì đi vô cái phòng nghe cái bài hướng dẫn, bài số 1. Họ nghe xong đó, họ kiếm chỗ họ ngồi, họ thực tập. Tới bữa ăn, họ nghỉ, cái mục đích họ đến làm việc đó là họ làm việc đó. Còn mình nhiều khi mình đến chùa chứ mà mình kèm theo một số mục đích khác, mình thấy không à? Cho nên cái nghiệp thức của các cái cộng đồng nó cũng khác nhau, thành cái khâu tổ chức cũng khác nhau. Cho nên tại sao mà ở Việt Nam phải nói là tất cả các pháp môn đều có mà không có pháp môn nào. Cho nên tại sao nói tới Phật giáo Việt Nam người ta chẳng biết là Phật giáo Việt Nam tu kiểu gì. đúng không ạ? Nhưng mà Việt Nam cỡ nào cũng có cao thủ, nghe không? Thiền cũng có, luận cũng có, cỡ nào cũng có cao thủ hết. Nó cao thủ chứ không phải là bình thường. Cho nên tại sao Phật giáo Việt Nam phải nói là rất khó sống chứ không đơn giản, rất khó sống. Tại vì nó không có, nó là cái nơi hội tụ của một rất nhiều nền văn hóa. Nó là cái ngã xấu mà đường biển xuống này, đường bộ xuống này, đường biển lên này, rồi thổi qua này, bên kia tạt vào này, một dãy Trường Sơn này, thấy chưa? Nó phức tạp như vậy đó. Rồi thời tiết, rồi khí hậu, con người trong đó họ phải tồn tại như vậy. Cho nên nó mới tạo ra cái sắc thái như vậy đó. Thành ra mình hiểu cái điều này, mình thấy là cái thức của mình nếm cái vị Phật Pháp của Phật giáo Việt Nam nó cũng phải khác. Nó phải khác. Chứ mình không có thấy, đừng có đem một cái vị từ một cái sắc dân chẳng hạn như là Tây Tạng hoặc là Thái Lan hay là một cái quốc gia khác mình đi so Việt Nam là không nên. Và mình thần tượng chẳng hạn như Miến Điện chẳng hạn như đó. Thì họ nói là mình thần tượng cái sắc thái thôi. Nhưng khi mình tới đó mình sống với họ và mình ở lâu với họ và mình chứng kiến toàn cảnh của họ thì nó khác nhau, cái nhìn mình nó sẽ khác. Nắm được điểm này không hả? Tầm nhìn mình là tầm nhìn nó quảng đại, rộng rãi và đa dạng như vậy đó. Rồi, như vậy thì thưa vị đây á, chúng ta thấy rằng nói đến là mắt tai mũi lưỡi. Như vậy thì bây giờ nói tới cái lĩnh vực của cái thức của thân thì sao? Thức của thân sanh khởi tối đa là 5 xúc. 5 xúc. Đó là gì? Đó là tối đa là gì? Là 5 xúc. Trơn, nhám, nặng, nhẹ, lạnh, đối, khác, bốn đại. Đó là 9 thứ phải không ạ? Nhưng mà ở đây á, là nói rằng thức của thân khởi đối với tối đa là 5 xúc. Tức là đối với 4 đại và 1 xúc khác. Bây giờ cái thân xúc mà nó không có mặt của địa đại, có đúng không hả? Đúng rồi, không có địa đại là sao có thân? Không có thân lấy gì mà nó xúc? Cho nên đất nước gió lửa là 4 đại và chắc chắn là nó phải có thêm một món nữa, hoặc là xúc gì? Xúc với cái gì hả? Xúc với trơn hay là gì? Với nhám, hoặc là nặng, hoặc là nhẹ, hoặc là lạnh, hoặc là đối, hoặc khác. Đúng vậy không à? Tức là 4 đại với kết hợp một cái khác nữa thì nó mới tạo ra xúc. Như vậy thì cái xúc ấy, nó phải có cái tự thể của 5 yếu tố. Được chưa? Nhưng có thuyết khác lại nói rằng ấy, là có khi nó tiếp xúc một lần tối đa của nó là 11 yếu tố. Chẳng hạn như bây giờ cái mình ăn vô một cái miếng gì đó nó cứng đi thì mình tiếp xúc với cái gì? Rồi muốn ăn nó nhám, muốn ăn nó là nặng, cứng, khó tiêu, hay là muốn ăn nhẹ thế nào? Nó nhiều lớp trong đó, cái sự tổng hợp của các xúc ở trong cái phần của bữa ăn thì nó có thể là nói rằng 11 loại. Đó là cái cách phân tích như vậy. Nhưng mà ở đây chúng ta hiểu này, 5 thân thủ đắc đặc tính tổng thể của đối tượng chứ không phải là đặc tính cá biệt của đối tượng, vì đối tượng vốn tập hợp. Đây là câu hỏi mà một người phán biện đưa ra. Vậy thì có trường hợp như vậy hay không? Trường hợp này là trường hợp sai lầm, không có. Bởi vì sao? Bởi vì đối tượng cá biệt đều hiểu là cá biệt tính của môi trường chứ không phải là cá biệt tính của vật thể. Các vị hiểu câu này nói gì không? Chưa hiểu phải không? Bây giờ chẳng hạn như thế này là chúng ta là 5 thức thân thủ đắc đặc tính tổng thể của đối tượng. Ý nói rằng gì? Chẳng hạn như thế này, các vị nói rằng đây là gì? Là một cái chuông. Nghe thầy phân tích này, đây là một cái chuông. Như vậy thì các vị nhận thức được cái chuông này nó là phải gì? Nó là nó riêng biệt, nó nằm ở trong một cái tổng quan, một cái bàn. Mà có một cái chuông đặt ở trong không gian này, cho nên cái thức nó nương vô cái này để nó phân biệt, chứ không phải nó loại bỏ hết mỗi cái. Và cái thức chỉ còn biết cái tế bào của, hay là cái phân tử của cái chuông này là bằng đồng, bằng thiết hay bằng gan, sự tổng hợp này. Hiểu không hả? Trường hợp như vậy không bao giờ có xảy ra. Ví dụ như giờ thấy một người đi qua, mình nhận thức được có một người đi qua. Bây giờ cái người đó là bây giờ họ đi qua trong cái không gian của môi trường đó. Chứ không, tôi nói rằng là cái thức là nó nhìn vô cái tế bào của người đó. Và nó nói rằng là tôi chỉ thấy tế bào không à, thấy toàn tế bào đi, tôi không thấy người đi. Không bao giờ có cái thức nó diễn ra như vậy. Cho nên cái sự phán biện này là không hợp lý. Hiểu chưa? Điều này cần được suy nghiệm như thế nào? Đối tượng của thân kinh và của thiệt kinh cùng một lúc xuất hiện. Chẳng hạn như bây giờ bỏ một cái que kem vào trong miệng của mình, thì cái lưỡi của mình nó thuộc về thân kinh, tại vì nó bằng bốn đại mà. Rồi thiệt kinh là dựa vào cái môi trường lưỡi này mà phân biệt được vị, đúng chưa? Vậy thì thực tế thức nào ở trong hai cái này khởi lên trước? Cái nào trước trước? Lưỡi trước trước hay là thân trước? Đó này. Cho nên đó này, thức nào có đối tượng mạnh hơn, thức nào có đối tượng mạnh hơn thì nó sẽ xúc trước. Ví dụ như bây giờ cái miệng mình chẳng muốn ăn gì cả, bỏ vô miệng thì mình cảm giác lạnh, thân xúc lạnh liền, xúc cái que kem lạnh là cái thân chứ không phải là cái lưỡi được, được chưa? Đó. Hay là nóng, mình tự như mình khát nước, hốt một miếng nước nóng lê lưỡi, như vậy thì hít hà thì lúc giờ là thân kinh xúc với nóng chứ không phải là vị thức nó biết nóng, được chưa? Nhưng mà nếu như hai cái quân bình thì cái nào khởi trước? Đó là cái thức của vị giác phải khởi trước. Bởi vì sao? Bởi vì bản năng của con người là xu thế muốn ăn để tồn tại, hiểu không hả? Hay ở điểm này, tức là cái nào mạnh hơn thì thức đó có mặt trước, nó biến ra trước. Nhưng mà hai cái bằng nhau thì lúc đó là cái trên lưỡi là tự nhiên là nó sẽ gì? Nó sẽ phân biệt với vị thức. Bởi vì cái xu hướng ăn là cái xu hướng thường trực của con người, nó ẩn tàng, nó hiện ra một cái thường trực là xu ăn để tồn tại đó. Đó là nó có sẵn trong bản tâm. Rõ chưa hả? Điểm này là quá hay phải không hả? Cho nên mình không có gì ngạc nhiên. Tại sao cái lưỡi nó cũng là thân thức? Tại nó bán thịt mà. Giờ thì lúc nào mà nó trở thành là vị? Còn lỗ tai mình nó cũng tứ đại, nó cũng thân. Rồi khi nào nó biến thành nhĩ? Tại khi xu thế mình muốn nghe, phải không hả? Còn khi mình lấy quý tay mình quấy thì nó không có nghe. Nó cái xu thế là của thân. Cái thức là thức thân chứ không phải là cái thức mà của nghe thứ nó quấy cái gì. Hay là khi mình khởi ý nghĩ là cái tiếng gì thì lúc đó nó lại qua cái gì? Qua nhị thức. Nắm được chưa hả? Cho nên thân tiếp xúc, nhưng mà cái nào mạnh hơn. Còn trạng thái quân bình thì cái xu thế thuận cho cái nhu cầu đó thì nhu cầu đó sẽ xuất hiện. Hiểu chưa hả? Như vậy thì chúng ta đã tìm hiểu đầy đủ về lĩnh vực của sắc uẩn là gì rồi. Cảm ơn các vị lắng nghe, chúng ta dừng đến đây. Nguyện đến công đừng này thân ở đời như hoa ưu đàm bát, vạn vật đều vô thường, lời dạy cuối đừng quên. Phật hiện thân ở đời